Và bây giờ Trọng Hữu sẽ hát một lớp trích đoạn. Kính mời Cường, em Cường. Một trích đoạn này, cảm ơn anh. Lớp trích đoạn này thì bà con cũng thích nhiều, được mang tên Chuyện Tình Hàn Mạc Tử. Lớp trích đoạn này Trọng Hữu sẽ hát với chuông vàng giọng cổ. Cái gì Ngọc Quyền không biết chỉnh, cái gì nhiều quyền quá. Võ Ngọc Quyền, quý vị cho Võ Ngọc Quyền một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Trọng Hữu thì già rồi nhưng mà thích hát với đạo trẻ vậy đó, nó kỳ dữ mới đó. Cho anh mấy cái chương trình trực tiếp mà anh chị em mình nhìn thấy đó, tôi hát với đạo trẻ không à. Xin lại mảnh đời ngày thơ, bài thơ em đợi em chờ. Được không hai anh hai ơi? Năm năm mới đó, bây giờ là đây. May mình em. Anh Trí ơi, kể từ nay còn sợ cô đơn. Bên anh trọn đời em chăm sóc yêu thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Cái tên mà đôi khi quên.
đang hờn trách anh phải đi. Phải mà anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Đừng giận anh đi, đừng giận anh như mai đi. Từ quê hương em vào đây thăm anh, em chỉ mang theo một món quà bỏ quên em đến vào hồn.